Em ơi, cho không một ai biết được tình yêu thế nào, yeah. Cho không một ai biết được tình đến ra sao. Dạ, khách đằng kia muốn mời mọi người một ly à? Ta chỉ còn mong đến từng phút bên nhau, yeah. Cho không một ai không muốn tình yêu dịu em nhé. Cho không một ai không biết tình là những yêu. Nãy giờ nhắn với chị là gặp lại rồi, my girl. Ok anh nhắn lại tôi cảm ơn ảnh nhiều nha. Dạ. Có chuyện là vì khi yêu lòng không nghĩ suy. Thôi chị mình cứ vô đi. Rồi chỉ cần nhìn thấy tay cầm tay bao ngày, nguyện mãi chẳng rời xa, dù là ngàn bão tố phong ba. Trái tim này đã trao em từ giây phút để trông thấy nhau. Baby, you are my yeah. Và bao đau thương bỏ lại một nơi khác, tay trong tay ta về lại đón yêu thương cùng nhau. Con người ta luôn mơ đến phút ban đầu gặp mà, và anh đã luôn mơ về ngày mình đến bên nhau, yeah. Và rồi em đã tới như ánh dương phía chân trời. Quay xa con đường bên anh. Đừng quên em hả? Thôi. Gặp cũng hai lần rồi, cũng khá là thú vị đó. Ai bao ngày gần mãi chẳng rời xa. Có gì thú vị đâu, bảo ba một mình cái vẻ mời rượu gái chồng thế chứ uống rồi là cả. Đâu, em thấy ngon mà. Hay là anh muốn uống cái khác của em kêu cho. Thôi, bà lo ngắm dài của bà đi. Làm như là tôi không biết ấy. Anh cũng biết em là người thích cái đẹp. Mà trai đẹp cũng là một phần chuột của cái đẹp rồi. Em nãy giờ ngắm có chút xíu à. Còn nhiêu là em ngắm anh mà. Anh biết rồi anh còn làm lơ em chứ bộ. Thôi chứ người ta mê bà rồi nha anh. Thấy mời một đống rượu gì đắt chứ đâu có rẻ đâu. Nhung nhìn kìa. Fresh on. Trời. Thì cũng đẹp. Đồ hiệu đồ. Xong rồi còn ngồi một góc uống rượu mạnh nữa. Kiểu này là chất lạnh lùng boy. Chắc là đang chờ ai tới uống rượu chung rồi. Chắc là chờ bọn anh chứ chờ ai nữa. Thôi, được rồi, không có chọc tôi nữa. Không, em cứ làm như em đi guốc trong bụng người ta ấy. Sao cái gì em cũng biết hết trơn vậy? Thì em nói thật thôi chứ bộ. Anh phải cố gắng lên đi. Em thấy nãy giờ anh liếc người trai kia quá trời quá đó em. Anh có lợi thế sân nhà mà. Cố lên. Cho không một ai biết được tình yêu thế nào. Gì vậy? Dính lộn hả? Tình đến ra sao? Vì khi đã lỡ fall in love. Anh lãnh bị sao vậy? Đến từng phút bên nhau, yeah. Cho không một ai không muốn tình yêu. Thôi để tôi đi phòng. Từ từ tỉnh thôi. Trời ơi, đây là ba chứ không phải là toilet nhà trường đâu mà. Thôi. Thôi vô cái đi. 1, 2, 3. Vô. Rồi chỉ cần nhìn thấy tay cầm tay bao ngày, nguyện mãi chẳng rời xa, dù là ngàn bão tố phong ba. Trái tim này đã trao em từ giây phút để trông thấy nhau. Baby, you are my. Anh làm gì mà ngồi đây có một mình vậy hả? Xin lỗi, tôi đang ngồi chờ bạn gái. Thôi đi, em nhìn anh nãy giờ
ai mà tới trễ như vậy thì anh bỏ người ta luôn đi. Với lại cô bé đó cũng đâu có đẹp bằng em. Và anh đã luôn mơ về ngày mình đến bên nhau. Và rồi em đã tới như ánh dương phía chân trời. Rồi xa con đường bên anh mà thôi. Rồi chỉ cần nhìn thấy ta cầm tay bao ngày, gần mãi chẳng rời xa. Dù là ngàn bão tố phong ba. Cause baby you are my oh, oh. Vì trái tim này đã trao em từ giây phút mình trông thấy nhau. Cause baby you are my oh, oh. Gò má đau thương bỏ lại một nơi khác. Tay trong tay ta về lại đó yêu thương cùng nhau. Xin lỗi nha. Ê nhóc, đụng đẩy cả tao. Tôi xin lỗi không đàng hoàng mày. Tao xin lỗi rồi nha. Vậy là mày không biết tao là ai rồi. Mày là ai? Mày là ai thì liên quan gì đến tao? Ừ, thằng này. Cái gì? Hả? Mày vô đi mọi người. 1, 2, 3, vô. Mày. Có khi nào là anh lĩnh không? Chết từ sao nhanh. Đi nhanh luôn. Chết nhanh. Thôi mà. Thôi bình tĩnh đi mà, bình tĩnh lại. Nguyên ơi. Từ từ nói chuyện. Hả? Có gì từ từ nói nha. Tụi nó còn nít, tụi anh là người lớn. Đừng có chấp nhất nó. Tôi nghe nói tối nay Nguyễn sẽ tới đó. Ông Nguyễn tới kìa. Đi. Chà. Chuyện gì mà đông đủ quá vậy? Dạ, em chào chú. Dạ, chú. Ừ. Thôi, gia đình ta mà đi đi. Dạ, thưa chú về. Dạ. Không đứa nào thưa con luôn chú. Hả? Sao ở đâu cũng có ba hết vậy? Thì tại ba lo cho con. Con thấy đó, con mới hở ra có một chút rồi là đã xảy ra chuyện rồi. Quang. Dạ. Nói với quản lý lôi tất cả mấy cái thằng hồi nãy gây sự với con gái của tôi vô danh sách đen hết. Dạ. Yeah. Ủa mà hình như hồi nãy cái tụi kia là kiếm chuyện với bạn của cô chủ chứ không phải là kiếm chuyện với cổ á. Mình có tính luôn chứ? Vậy xử hết. Còn chờ câu này của chú thôi đó. À Khánh Toàn. Dạ con chào chú. Con cũng tới đây chơi hả? Dạ chào chú. Chú khỏe không ạ? Khỏe, cảm ơn con. Còn cậu, còn đứng đây làm gì? Lên sân khấu hát đi. Tôi mới vừa diễn xong mà. Làm thêm một tăng nữa. Nhớ là hát nhạc Việt á. Ba cái thứ nhạc Tây, nhạc U không ai nghe hiểu hết. Một lát tôi sẽ nói quản lý bồi dưỡng thêm. Hôm nay có con gái của tôi tới chơi, tôi muốn nó vui. Ba tôi hả? Để ba giới thiệu, đây là anh Khánh Toàn,
là con trai của người bạn làm ăn với ba. Sao? Đẹp trai hả? Thì ra là như vậy. Cho nên ngày hôm đó ba mới không cho người đuổi theo con đúng không? Anh Khánh Toàn là một người tốt, thì việc gì ba phải đuổi theo con? Bằng chứng là con cũng đi chơi vui vẻ mà. Tôi tưởng là tôi có một người bạn tốt. Anh làm cho tôi thất vọng quá đi. Kìa, Quánh, Quánh. Con nhỏ này. Dạ. Thôi, chú cháu mình vô trọng làm lời ra dạ ly nha. Dạ, rồi.